Có loa lớn không, chả các bạn khác. Đây là gặp bạn tầm trung mời chào Tiến Đỗ nhá. Sâu ác đi anh, hát của anh sâu gì. À lúc nãy đang làm clip bán hát thì lại phải like quên mất, cho nên là không ấy. Cho nên là không khác mai sâu quá. Ui, ông kia cầm chiến thần ạ. Cấp 4 cấp 3 chứ. Hay. Thằng này 27 bắn trước luôn. Bé mít à. Nghe có vẻ căng đấy. Bộ đôi chiến thần. Vâng, cũng được 2 k 5 một tía đấy, tôi thử bắn bạn ấy lại thôi. Mình 30 mà yếu thằng cấp 3 mà yếu thằng 27 này nghe có vẻ cay cú quá nhỉ. Yếu nó nghe có vẻ cay cú quá nhỉ. Ui giời. Nó bắn mít còn được K2, K7, mình bắn trúng nó được 1K6. Cách cắn 800. Trời ơi. Tôi cảm thấy cần phải lên ác rồi đấy. Bắn X2 à? Mình có đây đào. Ui mít rồi, hay quá. Dân gặp dân chơi 27 không? Ai à, cộng 4 à? Bắn chuyên nghiệp quá. Ôi giời, để biết đấy chứ. Ôi, tôi sắp chết rồi, anh cứu tôi. Cảm ơn dần sơn sữa nha, khỏe không ông? Lâu lắm rồi mình thấy ông nhỉ. Mãi vẫn chưa có duyên gặp nhau. Ui, thằng này bắn cái câu không kém. Chứng tỏ mình yếu đuối các bạn. Linh nhạc ác linh à, ác cùi đâu có đâu mà cho. Anh Đức sâu sâu clip á. Ok. Clip gần như ý thì đầy mà. Nó giết nó luôn. Giết thằng gầy luôn, gần luôn. Mày còn khiến nữa, nó đảo chết anh bây giờ. À, quyết định bắn thằng bên kia. Ui dồi, đồng đội nó bắn nó có tác dụng thế chứ này. Nên mình bắn full dam luôn, khiến nó full dam thì bao giờ mới chết. 3-4-4 chứ. 3K ấy, trời ơi. Nhanh không anh, sắp chết rồi em ơi. Cả tối ngậm hành với VIP 12 à? Thế á, xem thế ở Minh. Nó băng ai đây. À, tôi cứu đồng đội phát xong rồi đó tôi bay lên tôi trốn. Đồng đội đâu giết nó đi, hay quá. Rồi bay luôn. Bay luôn vào ngay. Đồng đội bỏ ra hay bay con kia đi, bay đi. Đứng ở đấy làm gì, bay ra không giết thằng kia luôn đó. Vâng, cái gì đây? Chơi luôn à? Ông 3-4-4 này. Ủa nó đam, ui rồi. Hai đồng đội nó bắn kinh rồi. Anh Đức chờ em với Thuận đi bắt nhá. Mình rõ châu mà bắt thì. Rồi tôi băng bọn này cả 27 hả? Châu hơn tao hả? Châu hơn tao hả? Tôi bay ở đâu biết tội đâu bọn siêu nhân. Bay. Biết đâu không? Biết ở đâu chơi kẹo luôn ấy. Biết đâu không? Với phần nó bắn gà trúng vịt này. Nó bắn đằng kia góc thấp này trúng cái đầu mình này. Nghịch ngu rồi. Dễ lắm. Nhà xe ở đâu rồi. Sao biết ở đâu được. Tàng hình luôn em, không bay mít nó đào cho lấy rồi. Bay đúng cái lỗ cho xem này, rồi hồi. Anh phải cứu em thôi, không nó đào chết. Nó trâu lắm. Nó miễn kháng là ốm luôn đấy, thôi xong rồi. Rồi nó đào đồng đội thật tốc, xong nó quay ra nó bâu mình. Ơ kìa. Xong đào luôn đi. Đào à? Vâng, búp giáp rồi. Đào như này thì mất tên. Đào chết. Đứng thân thốc đứng. Đấy quá, rồi thắng rồi. Giờ chỉ cần đồng đội không scare là thắng thôi. Ờ đúng rồi, ác đấy là chủ ác như... có một tâm nguyện. Anh em có một tâm nguyện ấy. Ui. Giáp đi nó bắn kìa các bạn thấy không? 5K 2. Bow của này chắc phải mấy chục K.
Xin chào tất cả anh em gà hoàng gia và Gui, tôi đang chơi là Gui gì đây? Mít à? Gì vừa bắn trúng mà mít được. Này thì mít này. Mít này. Mít này. Này thì mít này. Boom đấy. Đây cặp đôi búa và boom. Super búa và super boom. Đây là cặp đôi huyền thoại ngày xưa rồi. Nếu như cách đây khoảng 4-5 năm trước mà các bạn chơi vũ khí này là ngon rồi đấy. Còn tầm 6-7 năm trước thì thôi rồi. Nếu mà các bạn xem được cái clip mà hát 2AD này chắc là có lẽ các bạn phải 10.000 người coi, 50.000 người coi ấy. Nhờ. Đức ơi ác này nhé, khoa đẹp trai à? À đây à, ừ. Ông khoa đẹp trai đây rồi. Tôi có 200 triệu vậy tưởng full hết rồi. Vâng, gặp 40 cầm sấm sét khả năng tháo đồ để đi chiến chúng ta rồi. Đi bắt chúng ta cho nó cân rồi. Xem VIP nào. Ô VIP 6 à? Thế thì đôi khi chơi sấm sét thật. Tôi không tin tưởng gì đồng đội ở map này luôn. Còn này mà đồng đội nó bắn trúng thì thôi, gọi nó là thần tượng ngược lại được. Biết ngay rồi. Kiểu bắn bừa ấy. Không mình thế mà. 51 à? Hello. Hello luôn ông này. Sâu quá. Có quả kính choáng à. Nó nhìn thấy choáng thật. Ôi, chết không? Đừng chết nhá. Ui giời ơi, dính đít. Mày quá. Thằng này phải đam luôn anh em ạ. Lấy tơn nữa chứ. Này mà bắn mít thì thôi, đồng đội của anh ra đi. Bây giờ bay được cái khống này mới là điều quan trọng này. Nó không có ấn được khi tôi mất tơn đấy. Em ơi cố lên em. Bay vào đây xong đập xuống dưới nó đảo bằng nhau. Nhìn bay 1, 2, 3. Cố lên em ơi. Ui giời còn dụng bên này nữa thì càng khó. Thôi lượm ơi. Mày có hai có tơn tôi. P mà lấy tơn đi em. P lấy tơn mà bay. Ném chay cũng được, ném chay mà bay. Có khi lấy hoay, có khi lấy hoay ở đây mãi lại không lên được đấy chứ. Gì lắm. Trời ơi, bay đi chứ, lấy tên mà bay. Băng băng đi đâu, nó đào cho chết bây giờ. Ui giời. Tưởng chúng không mình nó thất tim. Đánh nồi. Còn nó còng ở đấy nữa, bay thì bay sang đi. Đùa anh ạ. À. Giết anh đi hơn, giờ anh phải solo với nó à. Không sao. Được, để cho nó vui. Đấy. Thôi rồi lượm ơi. Ai cứu tôi với. À, là đam à? Đam mình thì đồng đội bay được đấy. Mà nó nghịch ngu đâu. Trời. Ôi đào mình được kìa. Đào mình thì đẹp quá. Chắc thấy đồng đội ghét quá. Ui hay quá miễn kháng rồi. Không thì thôi banh xác luôn. Mà nó đào thấm phết đấy tưởng à. Lên đi công em. Mất hài với đồng đội luôn. Giờ bay lên được hay không này. Bay ở đâu cái lỗ là dùng chết. À hay quá. Giờ tôi đào ấy. Đen à. Đen gì ông đào đầu là miễn kháng thì thường. Đấy không gọi là đen. Thần tốc rồi, hay rồi. Có khi nào tôi đào chết đồng đội mà không chết thằng kia không anh em? Đào luôn nhé. Rồi mình lập công cái này đi. Ô! Ôi! Ôi, ôi mình kháng đi. Chết cười đó. Ôi mình kháng thật kìa. Ôi đau bụng quá gần chết luôn. Ôi đau bụng quá. Buồn cười. Ôi giời. Má ơi chết cười. Ôi giời. Chết tôi. Ôi buồn cười quá, nhìn được.
Chết luôn. Cảm ơn Quyền Nguyễn nha.